Sáng ngày 10 tháng 5, Bệnh viện Đa khoa Hoàng Mỹ Đà Lạt đã tổ chức chương trình khám bệnh miễn phí cho các em học sinh trường Hepman Manor Đà Lạt. Tại đây, 100 em học sinh đã được bác sĩ Dương Quang Trung, trưởng khoa tai mũi họng Bệnh viện Đa khoa Hoàng Mỹ Đà Lạt và các đồng nghiệp khám tư vấn, nội soi và tầm soát các bệnh lý về tai mũi họng. Các bệnh nhân sau khi khám phát hiện bệnh còn được cấp phát thuốc miễn phí để điều trị bệnh. Kinh phí của đợt khám này là trên 50 triệu đồng. Được biết, ngoài chương trình khám bệnh miễn phí tại trường Hepman Manor Đà Lạt, Bệnh viện Đa khoa Hoàng Mỹ Đà Lạt sẽ khám bệnh miễn phí cho 1.000 học sinh tại 10 trường học trên địa bàn thành phố Đà Lạt. Đây là một trong những chương trình hoạt động nhân đạo thường niên của Bệnh viện Đa khoa Hoàng Mỹ Đà Lạt, đồng thời cũng là hoạt động nhân ngày quốc tế thiếu nhi 1 tháng 6.